Cái từ mà cover anh em hay nghe, nó có nghĩa là làm mới một ca khúc. Ví dụ ca khúc đó chúng ta không đánh bình thường nữa, chúng ta làm nó remix, làm nhạc sàn đưa vô, gọi là cover. Hoặc là đánh theo đàn acoustic đó, đánh những cái điệu mộc cũng gọi là cover ha. Và hôm nay chúng ta thử cover, có nghĩa chúng ta thử đánh một cái điệu khác so với cái điệu của bài gốc. Bài gốc ví dụ như nó có điệu là Zero Dog đi, bass 3 2 1 2 3 nè, chúng ta nhịp chân ở hai nhịp xuống nè, bass 3 2 1 2 3. Thì bây giờ chúng ta đưa cái điệu gọi là bossa nova vào. Càng nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi. Giờ phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Trời vào thu, Việt Nam buồn lắm em ơi. Mây tím đang dần cao vời mà tình yêu chưa lên ngôi. Ngày mình yêu anh đâu hay tình ta gian dối, để bước phong trần tha phương em không cho đời vinh xưa. Đối với anh em mới tập chơi thì chúng ta cứ đánh từ từ thôi, cứ vui vẻ mà từ từ không sao hết, tại vì chúng ta làm quen với hợp âm. Ví dụ chúng ta có thể đánh chiều rốt luôn, không cần phải cover hết, không cần làm mới gì hết nha. Chúng ta cứ đánh cả nhìn em, yêu em hơn và yêu em mãi, chậm chậm vậy đó. Giờ phút em đêm xa xưa nay đã đi vào quên lãng. Ta vẫn hay đúng không ạ? Rồi, khi mà anh em đánh đàn giải sắc đau tay thì dùng cabo kẹp lên cho đỡ đau tay. Và mỗi ngày chúng ta cứ tập một chút xíu để cho cái ngón tay nó quen và vui vẻ với chương trình Guitar 5 phút nha. Có ý kiến thắc mắc gì thì anh em comment bên dưới. Thank you. Điều Bolero, giọng AM carbon 3, thông thả và chúng ta tập chậm nè. Bye bye. Rồi, cùng tập nha, lấy đàn ra tập. Khi vũ trụ lên đèn, thành phố ngả nghiêng, men rượu say mềm, tuổi thơ đi hoang, nghìn đêm trốn ngủ, phận ba tuổi đời hoang phế sau lưng. Làm lính mà thôi, đôi diện đây rồi. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập. Anh em mới tập chơi đàn, cứ ngồi đánh một điệu như sau thôi, là ra ngoài chúng ta chơi bài nào cũng dễ hết. Tình mùa đông, giọng nam, đô trưởng cabo 4, giọng nữ tháo cabo ra đánh đô trưởng C trên này. Nhịp 2-4, nhịp chân ở vị số bát. Chắc đập lại để chúng để ngón tay vào này. Giờ cầm thanh lại, bùng chắc đập chắc chắc là bóng quay lên. Cứ như vậy chúng ta ngồi tập. Được chưa? Đường vào tim là vô nè. Đường vào tim em ơi, băng giá. Trời mùa đông mây vẫn hay đi về. Vẫn mưa, mưa rơi trên đường thầm thì. Đâu mưa em không đến, đường vào tim em mây giăng kín. Bạn chờ anh trên lối đi không thành. Bồng trách đập trách. Si đô trưởng nè, AM là thứ nè, BM lệ thứ, son trưởng nè, Mi thứ IM nè, và hợp âm pha F. Nếu chúng ta chặn không được thì chúng ta chặn 2 giây. Bấm hợp âm tắt. Ba chị bốn. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lưu Về Máy. Từ từ mình tập đàn và hát một bài hát guitar rất là dễ luôn. Đầu tiên thì theo âm AM và C. Cứ như vậy chúng ta chuyển hết bài hát nè. Mẹ Việt Nam mất người sáng qua,
nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Đây là thế tay F dễ nhất, chặn 2 giây và 3 và 4. Sau đó chúng ta chuyển hợp âm G sau anh chữ là xong. Bài đồng tên hoa cài mái tóc. Uppalat. Đây, khẩu quyết như sau. Bát đập chất, chất đập chất. Nhịp nè. Bát đập chất, chất đập chất. Là 4 nhịp. Mẹ Việt Nam mắt người sáng qua, nghe đâu đây tiếng vọng hòa bình. Để mừng nhòa đôi mắt lấp lánh, nghe tiếng con vẫn còn ngày say. Bấm đăng ký theo dõi kênh Lu Về Máy, từ từ mình tập. Tự học guitar, bolero tù hay gọi là bolero đường phố đó, thì chúng ta cần có hai yếu tố. Một là đánh bằng bít ha. Thì lúc đó chúng ta tập cho nó quen và nó đều tiếng. Thứ hai là chúng ta đánh nó nhanh hơn bolero bình thường chút xíu, chứ không phải là quá nhanh nha. Ok, chúng ta làm cho nó đều tiếng, đều nhịp cái đó. Bát 3, 2, 1. Cây đô đô tôi trồng từ khi em vẫn chưa trồng. Nay đô đô ra bông thì em đi lấy chồng xa. Giờ nhớ cuộc tình lẻ loi niềm tin dâu kín trong tim. Thương nhau nói không nên lời, anh cố cười nhìn em bước đi. Bấm theo dõi kênh, ủng hộ kênh cũng như là chúng ta tập với guitar 5 phút mỗi ngày. Xin cảm ơn. Các bạn không cần phải bỏ ra nhiều tiền để mua một bộ dây có lớp phát for nữa. Ngày hôm nay thì Alice chính hãng đã có cái bộ dây có lớp phát for để giúp chúng ta êm tay, bấm nó lướt hơn. Đây, lớp phát for này ha. Đó, chính hãng là size SL, size 11 dành cho dây sắt. Đây là dây 466. Thì khi mà chúng ta xài dây xịn hay là dây thường thì cứ khoảng thời gian để cái dây nó chết đi cũng chỉ khoảng 5-6 tháng thôi. Nên thay bộ dây Alice này nó sẽ tiết kiệm cho anh chị các bạn, tiết kiệm rất nhiều luôn, thực sự. Và có rất là nhiều anh em đã sở hữu bộ dây này. Ok, và mua 2 bộ thì được miễn phí vận chuyển, miễn phí vận chuyển toàn quốc. Bên cạnh đó thì Khánh sẽ được tặng kèm thêm là một cái hộp bít và 2 cái bít đó. Rồi tặng thêm cái tay quay nữa, tay quay này để tháo cái chốt dây nữa nè. Rồi tặng thêm cái giáo trình nữa cho anh em tham khảo thêm để em tập đàn nó tốt hơn. Nó không cần phải tốn quá nhiều tiền. Đăng ký kênh để nhận được những ưu đãi.